Lấy cá bự kìa. Con này khoảng 4 kg á. Cá ơi, quất đi con. Thì lấy lấy nướng chi lê. Còn cái xương nấu. Nấu cháo. Đồ đỏ quá đồ. Cháo. Cháo. Cẩn thận nha, cẩn thận bóp. Cái tay vậy xíu. Rồi được chưa? Sao con này nó không đỏ bằng mấy con kia? Đưa lên nó trắng. Còn nãy nó dưới nó đỏ. Lấy cái bình sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.